Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review sẽ giới thiệu đến các bạn mô đun khống chế nhiệt độ theo thời gian KTC 1304. Đây, trên tay mình là mô đun. Thì các bạn có thể thấy mặt trước của mô đun chúng ta sẽ có một khối LED 7 thanh để hiển thị thời gian, nhiệt độ và các thông số cài đặt. Chúng ta có 4 phím chức năng, bao gồm phím set, phím sang trái, phím lên, phím xuống. Mặt sau thì chúng ta có thể thấy là mô đun này chúng ta thì sử dụng dòng chip STM8. IC thời gian thực chúng ta sử dụng là DS1307. Ở đây chúng ta có một pin CR để giữ thời gian khi mà mất điện, một còi chip để thông báo tình trạng hoạt động của module, một relay 10A dùng để đóng các thiết bị. Module của chúng ta thì được cấp nguồn 12V DC thông qua hai giắc này. Các bạn chú ý cấp nguồn đúng âm dương. Thì sau đây mình sẽ tiến hành cấp nguồn cho module. Đây, sau khi cấp nguồn xong thì các bạn sẽ thấy module chúng ta đang hiển thị là thời gian. Ở đây là nhiệt độ. Thì ở đây chúng ta sẽ có 4 con led báo trạng thái ở xung quanh cái khối led 7 thanh này. Chúng ta gồm có led báo out là báo là gì đây đang bật hay đang tắt này. Cái đèn time, đèn màu xanh này sẽ là đèn để báo chúng ta là hiện tại là cái module này đang ở trong cái khoảng thời gian hoạt động hay ngoài thời gian hoạt động. Đèn này sáng nghĩa là module này đang ở trong khoảng thời gian hoạt động của nó. Ở đây chúng ta có hai đèn, một đèn vàng này là ký hiệu là MH và đèn này ký hiệu là MC. Thì hai đèn này sẽ báo chúng ta là nhiệt độ là đang ở nằm trên hay nằm dưới cái mức chúng ta cài đặt. Thì để sử dụng module này thì các bạn sẽ tiến hành như sau. Đầu tiên các bạn sẽ nhấn nút set. Đây các bạn sẽ thấy module hiện là P0. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành cài thời gian thực cho module bằng cách là di chuyển lên P10. Đây các bạn tiến hành di chuyển lên P10 cho mình. Đây sau khi lên P10 các bạn nhấn nút set để chọn. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là sẽ có các chữ số nhấp nháy. Thì các bạn sẽ dùng cái máy để di chuyển. Ví dụ hiện tại mình là 16:27 tăng lên 16:27. Ok. Sau khi xong các bạn nhấn nút set để xác nhận. Đây thì module sẽ quay ra hiện là P10. Thì tiếp theo các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ có các trạng thái từ P0 đến P10. Thì mình sẽ lần lượt giới thiệu cho các bạn. P0 này thì sẽ cho phép chúng ta xác nhận là có bật cho module chạy hay không. Thì ví dụ đây mình sẽ nhấn P0, nhấn set chọn. Ở đây ví dụ mình đang đầy ở thì cái đèn time này nó sẽ luôn tắt, đúng không ạ? Đèn time này nó sẽ tắt để báo là module này đã không hoạt động. Thì mình sẽ bật on lên. Đây, mình sẽ vào P0 bật on lên. Đây các bạn thấy đèn này sáng. Đấy là P0. Tiếp theo chúng ta có P1. P1 của chúng ta thì sẽ dùng để xét cái khoảng nhiệt độ dưới, tức là khoảng nhiệt độ mà khi thấp hơn nhiệt độ đấy thì module chúng ta sẽ bật relay lên. Để bạn tiến hành chọn P1. Ở đây mình để là 26 độ. Sau khi xong thì các bạn nhấn set để xác nhận và thoát ra. Thì module sẽ quay trở lại hiện chúng ta là P0. Thì các bạn tiến hành nhấn nút đi lên lên trạng thái P2. Đây các bạn tiến hành nhấn set để chọn vào P2. Thì P2 này thì là sẽ là ngưỡng nhiệt độ trên, tức là khi đến mức nhiệt độ đấy thì relay sẽ ngắt. Đây ví dụ mình muốn duy trì nhiệt độ từ 26 đến 28 độ thì mình điện nhiệt độ thấp là 26 và nhiệt độ cao là 28. Thì đấy là P2. Thì tiếp tục đến P3 và P4 sẽ cho chúng ta xác nhận cái khoảng thời gian mà module hoạt động. Thì ở đây P3 sẽ là khoảng thời gian bắt đầu hoạt động. Ví dụ mình để đây là, các bạn thấy ở đây P3 mình đang để là 8 giờ. Ok, mình sẽ chọn là 8 giờ. Đây, P4 của chúng ta ở đây đặt là 18 giờ. Ví dụ các bạn muốn module của chúng ta chạy trong khoảng từ 8 giờ đến 18 giờ thì các bạn sẽ đặt như thế này. Sau khi xong các bạn ra lên P5. Đây, P5 hiện đang là 5 thì ở đây chúng ta sẽ chọn là P5 là 5. Thì tức là các bạn chú ý cho mình ở lúc đầu ấy, khi mà mới bắt đầu video thì chúng ta sẽ thấy là thời gian và nhiệt độ nó sẽ nhảy qua nhảy lại liên tục. Thì cái P5 này chính là cái thời gian mà hiển thị thời gian. Đây các bạn thể tăng lên đến, mình sẽ tăng lên là 10 giây chẳng hạn, thì sẽ hiển thị thời gian cho 10 giây. Sau đây bạn thoát ra, bạn vào P6. P6 này thì sẽ là thời gian hiển thị nhiệt độ. Ví dụ như mình để hiển thị nhiệt độ là, hiển thị thời gian là 10 giây và hiển thị nhiệt độ là trong vòng 5 giây thì nó sẽ cứ đảo qua đảo lại như thế. Thì tiếp theo sẽ là P7. P7 của chúng ta các bạn để on. Đây có thể mình để on. P7 chúng ta sẽ cho phép chúng ta cảnh báo nhiệt độ cao, tức là khi nhiệt độ đến một mức nào đấy thì module sẽ kích cho còi chip kêu liên tục để cảnh báo chúng ta. Ví dụ mình để là on, mình set đây là 110 thì cứ khi nào nhiệt độ lên 110 thì còi chip chúng ta sẽ kêu liên tục để báo chúng ta, cảnh báo chúng ta mức nhiệt độ cao. Đây, P8 của chúng ta thì lại ngược lại P7, là chúng ta sẽ cảnh báo mức nhiệt độ thấp. Ví dụ đây mình để on, mình nhấn set để chọn. Thì đây mình cài là -50 độ. Thì khi nào nhiệt độ xuống đến -50 độ thì module chúng ta cũng sẽ kích cho coi chip kêu liên tục để cảnh báo nhiệt độ thấp. Tiếp theo là P9.
P9 thì ở đây chúng ta sẽ có một cái hàm để điều chỉnh cái sai số nhiệt độ đầu đo, thì các bạn có thể dùng một thiết bị đo khác của mình để xem là cái bộ này chênh lệch nhiệt độ so với thực tế là bao nhiêu, thì các bạn sẽ bù cái nhiệt độ đấy lại ở đây. Ví dụ như thực tế là một đun đo là 27 nhưng các bạn chỉ đo được là 26.5 thì các bạn có thể cho đây đi âm 0.5 độ để bù lại cái nhiệt độ mà module bị sai lệch. Xong đây P10 thì khi nãy mình đã nói là để cài thời gian thực rồi. Module không chế nhiệt độ theo thời gian này thì có rất nhiều ứng dụng, các bạn có thể ứng dụng vào các khu chuồng trại chăn nuôi hoặc là ứng dụng vào thực tế cuộc sống của mình. Trên đây là video giới thiệu về module không chế nhiệt độ theo thời gian KCT1304 của nhóm review. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.